Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô máy câu Nhật Bản, mình xin giới thiệu các bạn. Giá là mình báo trên video. Giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên nha các bạn. Con số 1. Con số 1 này là một con Shiota EF35B này nha các bạn. Dòng này là của Longcat này nha các bạn. Longcat này. Size 2000, cước số 2 là 150m này. Cước số 3 là 90m. Long cut. Máy này là của hãng Korea này nha các bạn, Korea Hàn Quốc này. Máy ngoại hình còn rất là mới. Máy này là mình thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn. Tay quay này thay đổi trái phải. Con lăn này, gạt cước này hoạt động rất là tốt. Con này là một con máy sóng này nha các bạn, lưỡi gạt hoạt động tốt. Máy quay này, chốt chặn này nha các bạn, hoạt động rất là tốt. Con số 1 này có giá là 120k. Số 1 120k. Tiếp theo là con số 2. Con số 2 này là một con Spin Master. Size của nó là size 2000 này nha các bạn. Cước số 2 là 130m này. Korea. Thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn. Cước màu xanh dạ quang này. Con lăn này. Thay đổi này, tay quay gập này nha các bạn. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Con này là một con máy sóng, lưỡi gạt hoạt động tốt. Máy quay này nha các bạn. Con này quay rất là mượt, chốc chặn này. Con số 2 này có giá là 120k. Số 2 120k. Tiếp theo là con số 3. Con số 3. Con số 3 này là một con Daiwa này nha các bạn, Daiwa Carbon Sprinter 700B này. Con đèn này là một con của Đài Loan này nha các bạn, Taiwan này, Đài Loan. Máy này có size là size 2000 này nha các bạn. Cước số 2 này. Cước số 2 là 150m này, còn 100m này là cước số 3 này. Thay đổi tay quay trái phải luôn. Tay quay này ngọn hình của máy. Con lăn này rất là sáng này nha các bạn. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt. Máy quay này nha các bạn. Con này quay rất là mượt luôn. Chốt chặn này. Máy quay này rất là mượt. Con số 3 này có giá là 160k. Số 3 160k. Số 3 này 160k. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 này là một con Tomorrow SS 2000 Titanus này nha các bạn. Số 4. Máy này là của Korea, Korea. Size con này là size 2500 này nha các bạn. Cước số 3 là 140m này. Cước số 4 là 100m. Con lăn này rất là sáng luôn. Thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn, tay quay kim loại. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Máy sóng này nha các bạn, lưỡi gạt hoạt động tốt. Con này có ratio là 4.2 này nha các bạn, ratio 4.2. Máy quay này. Máy quay rất là mượt nha các bạn, chốt chặn này. Máy quay này rất là mượt luôn. Chốt chặn này. Con số 4 này có giá là 170k. Số 4 170k. Số 4 170k. Máy quay này nha các bạn, chốt chặn này. Tiếp theo là con số 5. Số 5 này là một con Shimano Today này nha các bạn. Shimano này, Today này. GTX 3000. Con này là chạy 3 bạc đạn này nha các bạn. 3 bạc đạn này. Máy này là của Korea. Dòng Shimano này.
Ba vạch đèn nó có in nhìn. Con này có size là size 5000 này nha các bạn. Cước số 5 là 150m. Cước số 6 là 125m. Ba vạch đèn GTX. Ngoại hình của máy này nha các bạn. Máy còn rất là đẹp luôn, màu trắng này. Thay đổi tay quay trái phải, tay quay cán gỗ này nha các bạn. Tay quay gập này. Tay quay gập này. Ngoại hình của máy này còn rất là đẹp luôn. Con lăn này rất là sáng. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Con này là một con máy sống, lưỡi ga hoạt động tốt này nha các bạn. Cối này, cối rất là sâu luôn. Máy quay này. Máy quay rất là mượt luôn, chốt chặn. Máy quay này nha các bạn. Chốt chặn. Máy quay rất là mượt. Con số 5 này có giá là 250k. Số 5 250k. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 này là một con Shimano này nha các bạn, Shimano GT 5000. Dòng này là của Korea, Japan này nha các bạn. Mấy cái là Japan này. Japan. Con này là một con cối nông, mô bin chết nha các bạn. Cối nông này, mô bin chết này, không vặn được này nha các bạn. Size con này là size, con này là size 5000 này nha các bạn. 5000 này. Cối này. Con lăn này nha các bạn, rất là sáng luôn. Kẹt cước này hoạt động rất là tốt. Tay quay kim loại này nha các bạn. Thay đổi tay quay trái phải. Máy này. Máy quay này nha các bạn. Con này quay rất là mượt luôn. Máy quay này. Chốt chặn này nha các bạn. Máy quay này. Con số 6 này có giá là 300k nha các bạn. Số 6 300k. Số 6 300k, một con có 5. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 này là một con máy Korea này nha các bạn. Korea này. Korea. Một con siêu ta này, nhưng mà tên của nó này. Size lớn này. Ratio của con này là 4.1 này nha các bạn. Ratio này. Thông số cước này nha các bạn. Con này có size là size cước số 10 là 90m. Con này là size 8000 này nha các bạn. 8000. Có kim loại. Con lăn này. Thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn. Tay quay trái phải này. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Con này là một con máy sống, lưỡi ga hoạt động tốt. Ngoại hình này nha các bạn. Màu này, ngoại hình này. Máy quay này nha các bạn. Máy quay rất là mượt luôn. Con này quay rất là mượt nha các bạn. Chốt chặn này. Máy quay rất là mượt luôn. Chốt chặn. Con số 7 này có giá là 250k nha các bạn. Số 7 250k. Số 7 250k. Tiếp theo là con số 8. Con số 8 này là một con máy Olympic này nha các bạn. Olympic Fishing Tucker này. Con dòng này là Olympic FX4 này nha các bạn. Let's go. Máy này là của Japan này. Made in Japan. Size của nó này nha các bạn. Thân bằng nhôm này. Có kim loại này. Ratio của con này là 6.2 luôn. Ratio rất là cao này nha các bạn. Size con này là size 6000 này nha các bạn. Cước số 6 là 170m. Cước số 8 là 100m. Cối này là có xước, chạy xước nhẹ này nha các bạn. Cối kim loại này. Thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn. Tay quay này.
thay đổi trái phải. Mình vặn này là mình gặp tay này nha các bạn. Olimit này, ngọt hình này. Máy này câu cá rất là khỏe này nha các bạn. Con lăn này rất là sáng. Gạt cước này hoạt động rất là tốt luôn. Con này là một con máy sống, lưỡi ga hoạt động tốt. Máy quay này nữa nè. Máy này kéo cá rất là khỏe luôn, chốc chạy này. Máy quay này rất là mượt, chốc chạy. Con số 8 này có giá là 550k nha các bạn. Số 8 550k. Tiếp theo là con số 9. Con số 9 này là một con máy Korea này nha các bạn. Con này là một con Yonkater này, của hãng Korea này. Size con này là size size 4000 này nha các bạn. Cước số 4 là 180m, cước số 5 là 130m này. Cước màu xanh và quang này. Con lăn này nha các bạn, ngoại hình này còn rất là mới luôn. Màu đen này. Ngoại hình là thay đổi tay quay trái phải luôn nha các bạn. Thay đổi tay quay trái phải này. Rất là đẹp luôn. Gà cước này hoạt động rất là tốt. Máy sóng lưỡi ga hoạt động tốt. Máy quay này nha các bạn, quay rất là mượt. Chốt chặn này hoạt động rất là tốt. Con số 10 này có giá là, con số 9 nha các bạn, con số 9 này có giá là 240k. Số 9 240k. Số 9 240k. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 này là một con Long Mini này nha, Mission nha, SS này nha các bạn. Dòng này là của Korea này. Dòng này rất là đẹp nha các bạn. Về mình để trang trí được này nha các bạn. Tay quay này, cán gỗ này. Thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn. Con này là size size con này là size 2000 này. Cước số 2 là 150m. Ratio là 5.6, ratio rất là cao luôn. Có kim loại này nha các bạn, một con đuôi chuột. Đuôi chuột này. Con lăn này nha các bạn, lăn bằng sứ này. Gạt cước này hoạt động rất là tốt. Máy sóng, lưỡi ga hoạt động tốt. Tay quay cán gỗ này, thay đổi tay quay gập này. Tay quay này nó có bị tróc sơn màu tím này. Tay quay bằng nhôm này nha các bạn. Máy quay này. Máy quay rất là mượt. Máy nó hơi bị sao này nha các bạn. Tiếng máy này nó sao. Chốt chặn này, hoạt động rất là tốt. Con này mình bán về mình sưu tầm nha các bạn. Về trang trí hoặc là câu cũng được, không ảnh hưởng gì nha. Nghe nó hơi ồn tí. Máy hoạt động rất là tốt. Nghe tiếng nó hơi ồn tí. Con số 10 này có giá là 150k. Số 10 150k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho mình hoặc là để lại dưới bình luận mã máy kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.